kết hợp loài người để giúp đỡ có nhau khi cần. Xương Adam đã tách xa rồi, Eva hỡi đẹp tươi. Nay xương kia đã lấp thịt vào, duyên đôi ta đã kết chặt rồi. Ta yêu nhau chung sinh sôi. Hôm nay là xin phép được bắt đầu. Chúa trên trời. Vâng, xin được nồng nhiệt hân hoan chào đón tất cả tập thể các vị khách quý là những người thân thiết nhất của hai bên gia đình cùng cô dâu và chú rể, và mỗi một chúng ta đã có mặt tại phương gian hạnh phúc để chúc mừng cho duyên lứa đôi kết thúc tình yêu cho Chúa của chú rể Y Tinh xin duyên cùng cô dâu xinh đẹp Hồ Lê San trong buổi trưa ngày hôm nay. Và lời đầu tiên cho phép Y San Phu Trang xin được thay lời cho quan viên hai họ và đặc biệt là đỡ lời cho cô dâu và chú rể đồng hành cùng sư phụ sẽ tránh như khơi anh em ban nhạc tương lân. Xin được gửi tới tất cả toàn thể các vị khách quý của chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay ngàn lời cảm ơn chân thành, lời kính chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng nhất ạ. Vâng, kính thưa tất cả toàn thể các vị khách quý, à khi chúc chia cho nhau cả vui lẫn buồn, đẹp lòng Chúa trên trời. Xin dâng Chúa tình yêu chúng con. Vâng, kính thưa tất cả tập thể quý vị thành quý của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay, hiện diện trên sân khấu lúc này là hai nhân vật chính đẹp nhất, sáng giả nhất của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Cô dâu má đỏ môi hồng, đứng bên chú rể ngực cài bông hoa. Và thì giờ này để tỏ lòng biết ơn đến tất cả tập thể quý vị của chúng ta, xin cô dâu và chú rể của chúng ta sẽ cùng nở nụ cười thật tươi và cùng cúi đầu chào đến tất cả tập thể quý vị thân quý của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. 1, 2, 3 xin quý vị cùng vang lên một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng ạ. Anh sẽ là vị đại diện cho họ nhà trai và sẽ cùng trở về sân khấu để có lời tri ân thay lời cho họ nhà trai của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Và bắt hợp cùng với ông bà trân trọng kính mời ông Y Đắc Bu Lâm và bà Hồ Đức Ơn Tài Con A Ba, xã Đắc Môn, huyện Đắc Song, tỉnh Đắk Nông là song thân phụ mẫu của cô dâu Hồ Lê San, vinh dự là họ nhà gái sẽ cùng ra mắt với toàn thể quý vị. Tình tiết đăng màn ông đưa thêm áp hành bạp sân khâu A kể bài kia nào tâm tang đăng tầm đạc quân tầm đá đa đăng. Ý lòng anh mà bền tu và nắp A chỉ rinh nắp phù nói tiếc rinh nắp phù mệnh bữa chỉ ưu xanh hay nắp mà bê ưu xanh hay nắp phù nào tầm nắp tầm quang đá đăng. Ý bà cài đăng ai lòng hải tăng đăng nào sức lão anh đăng tạo tương nắp xa khẳng tăng đăng ai lòng hải tiên đưa xúc xa đăng bà cài A cần tiên đăng mà ông môn quảnh tiếc quay năm đi mất uy nghiệp ra hai từng lông thì chân đơn mà quay năm đi chạy anh ti chỉ hát trăm a bu sam e lo thì phùng hè trong tôi sụp xa tổng trong đã ra. Mặt toàn mà bản tu nằm khư hen tâm này dục bẹt bạc can ở quanh bẹt lao lên quanh bẹt an đông tâm nà a nào quay mát mà bẹt hè omon กราชิหนารบุญตังนาวแมงเอยเอกรัญเปรตไตขันตังตํานาวกุอุรสายเตนนาวงายกรัญเปรตด้วยอันจริงนาวมาอุจตํานึ่งน้ำน้ำมันลอยนาวริขันตังตั้งนาวมาอุจมาตีตั้งนาวก่อนปุริหินอุจเห็นละวะมัมเบเห็นละวะเปรตดูดองมาอันดองนักวิลปัญญาไตปะกอนปุกโลเอกรัญเปรตชีรินักวิลอุจเวปะกอนปุอุร
ណោមអាកណាព្រះហេកំប៉ងកនខំតាំងតំណាប់អូសាអើប្រាញ់ព្រះគឺសុងសាយ៉ាងត្រូវតែកហេញញ៉េអើប្រាញ់ព្រះអាប់ណាមហេញរឹងគូតំបានអាអេឡរហាន់សុកទឿនហេញហើតទាំងត្រូវតែកហេញញ៉េតំតីប្រាញ់ព្រះអាប់ណាមហេញចឹងប្រាញ់ព្រះនឹងអាននៅតំរមេះនឹងសុកឡើយលក្ខណខិលិមរិនត្រឹមកម៉ានអ៊ីមិក Xin phép cho tôi xin đại diện nói tiếng mẹ lô lên cái bà lão ai bạn du chị lão ai đang mà bạn đang xa chị lão ai đang bạn đang đi chị hương can hiệp kia chị lão ai đang chị mà lại bon lan oh no con vừa bon quýt bon ngay chị tâm na chưa chị kia nước xa bạn đang xa kia rất tâm nào chôn tâm mà con thành băng chị na chưa cái bà tầm tang an mà nặc xa mà thủ cô chị lô lên chị trang du để phun treo mà khăn in chị kia màu đắp mông nan chị huyết chị đứng tầm thế hệ một xem hè tầm ra chị kẹp mũi phía băng đầu là ấp lên chị chân bên trái phun treo mà khăn in ấp lên chị mà hầm xoan chị mà nó đắp băng chị tầm ra cứ chị kia màu huyết chị đứng đứng chị tầm ra kia nặc chay bằng kia năm a tầm ở nô kia màu rong mà theo xa cho mà ai cũng nhận ai là tức là hoa chứ chỉ lo lo chưa lại chút chỉ cả chân hoa mà lại rồi thùng hè chưa cho mà hè cụ tầm rơi người tầm rơi hè coi pi chỉ coi chút hoa tầm coi press tầm mà nạp theo xa em hè cho mà ai chỉ cần muốn cho em chỉ cả chân hoa được không được Hôm nay là ngày vui của hai em, dịp vụ gia chánh Như Khơi có món quà gửi tặng hai em. Chúc hai em trăm năm hạnh phúc. Lời đầu tiên con xin gửi đến quý ông bà mục sư, quý quan viên hai họ cùng toàn thể quý vị quan khách một lời chúc sức khỏe, một lời chào kính trọng nhất. Và trong sự tiếp đón của dịp vụ chúng con không sao tránh khỏi sự thiếu sót. Vậy con mong quý ông bà mục sư, quý quan viên hai họ cùng toàn thể quý vị lượng tình và góp ý bỏ qua cho dịp vụ chúng con. Sau cùng con xin chúc quý vị dùng tiệc thật vui vẻ và ngon miệng. Con xin chân thành cảm ơn. Dâng lời tạ ơn Chúa, vâng, một lần nữa xin được thay lời cho cô dâu và chú rể. Trân trọng cảm ơn.
kết hợp loài người để giúp đỡ có nhau khi cần. Xương Adam đã tách xa rồi, Eva hỡi đẹp tươi. Nay xương kia đã lấp thịt vào, duyên đôi ta đã kết chặt rồi. Ta yêu nhau chung sức xây đời, cảm tạ Chúa trên trời. Duyên ngôi cao chứng cho chúng con phút này, trong danh Cha toàn năng. Khi yên vui, khi lo âu vẫn không đổi rời. Nay suy tư mãi cùng nhau vượt qua. Adam ơi hãy yêu vợ hiền, Eva ơi hãy vâng lời chồng. Như Giêsu Christ Chúa là đầu, cả hội thánh là thân. Nay đôi ta đã thành một rồi, ta yêu nhau đến cuối cuộc đời. Chia cho nhau cả vui lẫn buồn, đẹp lòng Chúa trên trời. Xin ngôi cao chứng cho chúng con phút này, trong danh Cha toàn năng. Khi yên vui, khi lo âu vẫn không đổi rời. Nay suy tư mãi cùng loài người để giúp đỡ có nhau khi cần. Xương Adam đã tách xa rồi, Eva hỡi đẹp tươi. Nay xương kia đã lấp thịt vào, duyên đôi ta đã kết chặt rồi. Ta yêu nhau chung sức xây đời, cảm tạ Chúa trên trời. Xin ngôi
hợp loài người để giúp đỡ con nhau khi cần. Xương Adam đã tách xa rồi, Eva hỡi đẹp tươi. Nay xương kia đã lấp thịt vào, duyên đôi ta đã kết chặt rồi. Ta yêu nhau chung sức xây đời, cảm tạ Chúa trên trời. Xin ngôi cao chứng cho chúng con phút này, trong danh Cha toàn năng. Khi yên vui, khi lo âu vẫn không đổi rời. Nay suy tư, mai cùng nhau vượt qua. Adam ơi, hãy yêu vợ hiền. Eva ơi, hãy vâng lời chồng. Jesus Christ Chúa là đầu, cả hội thánh là thân. Nay đôi ta đã thành một rồi, ta yêu nhau đến cuối cuộc đời. Chia cho nhau cả vui lẫn buồn, đẹp lòng Chúa trên trời. Xin ngôi cao chứng cho chúng con. Thank you.